chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin còn bao nhiêu phần trăm thắng cử cho Donald Trump và tại sao? Hiện nay trên mạng xã hội, người Việt Nam ủng hộ Donald Trump còn khẳng định 100% là Donald Trump thắng kiện và sẽ làm tổng thống thêm 4 năm tiếp theo. Thế nhưng, nếu hỏi các người, những người có thái độ trung dung thì họ nghiêng về Biden hơn nhiều. Với 290 phiếu đại cử tri, nhiều người có thể ví ông Biden như là kẻ vô địch trước nhiều vòng đấu. Hiện giờ còn hai bang kiểm phiếu chưa xong, nhưng ông Biden đã bỏ xa mốc chiến thắng 20 phiếu đại cử tri. Việc của ông Biden bây giờ chỉ là chờ thời gian kiểm phiếu xong là tuyên bố chính thức. Tuy nhiên, một số người thận trọng thì lại cũng có chút nghi ngại cho trường hợp của ông Biden. Những dòng tweet của Tổng thống Donald Trump cứ làm cho xã hội nóng lên và tin rằng ông sẽ chiến thắng. Nói chung, hiện giờ không có tin tức nào khẳng định Biden thắng cử hay gian lận cả. Thực sự, nếu so sánh những trường hợp bầu cử trước đây, thì người ta cũng có thể nhận ra cơ hội kiện cáo của Trump không cao. Nếu không có bằng chứng thuyết phục, rất dễ bị tòa án loại đơn kiện ngay từ phòng gửi xe. Thực tế, vì bản thân Donald Trump thừa nhận thất bại là bản tân tính của ông ấy không muốn như vậy. Chính vì thế, ông ta mới sách động thành phần cuồng ông ta làm náo loạn xã hội. Người dân Mỹ không giống với những người Việt. Họ rất sáng suốt, vì thế họ đã cầm lá phiếu phế truất Donald Trump vì họ cho rằng ông Trump là một ông tổng thống bất lực trước việc ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán và làm số người Mỹ bị lây nhiễm bệnh còn đông hơn cả dân số Singapore và người chết vì dịch bệnh cao ngất ngưởng. Trong khi đó, người Việt thì tỏ ra ủng hộ ông Trump gần như tuyệt đối, thậm chí họ còn vững tin rằng Trump sẽ làm tổng thống Mỹ thêm 4 năm nữa. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Canada chúc mừng ông Biden. Câu hỏi đặt ra là vì sao người Việt cuồng Trump đến thế? Câu trả lời là nền tảng giáo dục nhồi sọ của Đảng Cộng sản gặp trường hợp Trump thì chẳng khác nào xăng gặp lửa. Hiện nay, trên mạng xã hội có vô số người tỏ ra sùng bái Trump không khác gì những người Bắc Hàn sùng bái Kim Jong-un. Người Mỹ thì không cuồng Trump bằng người Việt, có lẽ đó là điều nổi bật nhất mà ông Trump đã làm so với những người tiền nhiệm của ông ta. Với hiện tượng như vậy cho thấy rằng dân trí của Việt Nam vẫn dẫm chân tại chỗ, không khác gì trước đây hơn nửa thế kỷ, bởi vì cũng rất nhiều người Việt Nam họ cũng không hiểu ngoại ngữ và không đọc được những thông tin chính thức. Họ vẫn sùng bái cá nhân lãnh tụ như ngày nào, dù rằng hôm nay đã là năm thứ 20 của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Susanna chúc mừng Biden. Sự thật về cái gọi là người trăm tuổi đi bầu hiện nay, nếu ai chỉ đọc tin tức bầu cử Mỹ bằng tiếng Việt thì chắc chắn sẽ nhận ra rất rõ. Cuồng Trump phát động phong trào tấn công vào những trường hợp họ gọi là gian lận. Thực ra, đây là những trường hợp máy nhầm lẫn bởi những ngày sinh bởi vì lý do khách quan. Đây là lỗi xảy ra do cử tri cung cấp thông tin ngày tháng năm sinh bị thiếu và máy đã tự động hiểu là ngày tháng năm sinh theo lối mặc định. Việc này rất đơn giản, chỉ cần tìm ra chính cử tri đó để xác định là xong hết việc. Và sau đây là một số trường hợp điển hình. Trường hợp thứ nhất là cử tri có tên là Austin, một cựu cầu thủ tự xưng là nhà báo mạng, đăng trên một video trên Twitter cho hay ông đã phát hiện tài liệu đăng ký trên web Reuters của bang Michigan cho thấy 4 cử tri có năm sinh từ năm 1900 tới năm 1902 đã nộp phiếu bầu vắng mặt trước cuộc bầu cử. Điều này đã xảy ra trong bao lâu rồi? Fake đã đặt câu hỏi trong video như vậy. Và video đó đã được những người ủng hộ của Đảng Cộng Hòa lan truyền rộng rãi nhằm củng cố cho các cáo buộc có gian lận bầu cử diện rộng. Và tại sao phải để một người Mỹ bình thường phơi bày mức độ sai trái rõ ràng đến thế? Osven, một nhà bình luận bảo thủ nói trên tài khoản tweet có 2,7 triệu người theo dõi của mình như vậy. Tuy nhiên, giới chức bang Michigan nhanh chóng làm rõ thông tin sau cáo buộc của Fetcher cho biết những người hơn trăm tuổi này trên thực tế đều là cử tri hợp pháp nhưng năm sinh của họ bị hệ thống ghi nhận sai. Trường hợp thứ nhì là một cụ bà 74 tuổi sống ở thị trấn Hamlin, Michigan, người lần đầu tiên đề nghị được bỏ phiếu vắng mặt sau nhiều năm không đi bầu cử. Vì người này không có dữ liệu trên hệ thống bầu cử, máy tính của bang thông báo không có thông tin về ngày sinh của bà và tự động gán cho cử tri này ngày sinh mặc định là mùng 1 tháng 1 năm 01, tức là ngày mùng 1 tháng 1 năm 1901, theo Catherine Les, thư ký thị trấn Hamlin chia sẻ. Levis cũng cho hay bà biết rõ nữ cử tri trên vì thị trấn vùng nông thôn này chỉ có 3.400 dân. Bà sau đó đã lái xe hơi tới người phụ nữ này để chụp ảnh bằng lái xe của cụ bà, để nữ cử tri này có thể bỏ phiếu qua thư, nhưng chưa cập nhật thông tin lên hệ thống trước khi Fake đăng tin video tố cáo. Xin hãy yên tâm, bà ấy là một cử tri hợp pháp,
Leavitt đã cam đoan. Có những bài đăng trên tweet cho rằng tại Michigan có cử tri William sinh năm 1902 và đã qua đời nhưng vẫn được tính phiếu bầu. Các cử tri của Biden tích cực hơn tôi tưởng tượng. William đã sống dậy từ dưới mồ để ủng hộ cho ứng cử viên của ông ấy. Một tweet đã viết và đã bị tweet gắn nhãn thông tin giả. Đây là hình ảnh mẫu lá phiếu bầu qua thư. Sự thật về cái gọi là người chết bỏ phiếu cho Biden. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đi vào hồi kết, phía Trump cảm thấy thua cuộc và từ đó nhiều tin đồn thất thiệt đã gây hiểu lầm được lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói là một Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ như Donald Trump đã là người tung thông tin như vậy, gặp môi trường của những kẻ cuồng Trump khuếch trương khuếch đại thành gian lận bầu cử. Và thế là tạo một làn sóng hô hào đòi lại công bằng cho Trump, đặc biệt là làn sóng này mạnh ở những người Việt Nam cuồng Trump và ít biến tiếng ngoại ngữ. Việc bố con trong một gia đình trùng tên, trùng địa chỉ là một trong những nguyên nhân cũng dẫn đến tin đồn vô căn cứ rằng người đã chết bầu cho Biden. Thực chất là những sự nhầm lẫn này đều xảy ra cho cả phiếu bầu cho Biden lẫn cho Donald Trump. Thế nhưng phía Trump muốn sử dụng nửa sự thật này để cáo buộc phía Biden đã gian lận bầu cử. Rudy Giuliani, một luật sư của Trump khẳng định Biden đã giành lợi thế ở Pennsylvania nhờ lá phiếu từ những người đã chết. Các nguồn tin tại Nhà Trắng vào hôm 8 tháng 11 đã nói với Axios rằng Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch công bố cáo phó của những cử tri đã chết trong cuộc meeting tới đây của ông. Theo luật pháp của kẻ thua cuộc có quyền đâm đơn kiện và với con người như Donald Trump không bao giờ chịu thua, cho dù ông ta có bị knock out, ngã gục dưới sàn đấu, thì ông ta cũng muốn gào thét là tôi chưa chịu thua. Bản tính của Trump là như vậy và thêm vào đó là những kẻ cuồng Trump thiếu lý trí đã tin rằng thánh Trump của mình luôn luôn đúng, cho nên họ sẵn sàng xông vào các trang Facebook của những người nói lên sự thật thất bại của Trump mà chửi rủa và mạt sát người khác rất vô học. Chính điều này đã tạo lên một làn sóng bò Trump làm xã hội phải tránh né. Đây là hình ảnh của một sa sút của những người cuồng Trump rất giống tệ cuồng lãnh tụ ở Việt Nam hoặc Bắc Hàn. Khả năng Trump có thể lật ngược thế cờ hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Với người tỉnh táo thì cuộc tranh tài giữa Biden và Donald Trump đã hạ màn. Thế nhưng với những kẻ cuồng Trump thì họ không thể chấp nhận thực tại này. Họ đang điên cuồng quyên góp tiền cho Trump kiện. Trong khi đó, Trump là một tỷ phú đô la. Thật tội nghiệp cho họ khi mà họ chẳng hiểu gì về cơ hội thắng kiện của Trump cả. Mới đây, Văn phòng Tổng trưởng lý Washington DC đã có thông báo việc sai sót trong bầu cử vẫn có nhưng không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Nghĩa là việc kiện cáo của Trump ngày càng trở nên vô vọng. Đây là hình ảnh thông báo của Tổng trưởng lý Washington DC. Thực ra thì người Mỹ đã ngán ngẩm Trump, nhưng người Việt thì hiểu biết về chính trị còn hạn chế nên họ sinh ra cuồng Trump và cũng rất dễ bị Trump mị bằng những lời lẽ chống Trung Quốc, nhưng thực tế thì lại khác. Và ngay cả những tên tuổi đấu tranh dân chủ, đội ngũ luật sư, bác sĩ lâu nay, những người am hiểu nhiều về nền dân chủ Mỹ, nhưng qua sự việc này có thể thấy trình độ của họ cũng cần phải xem xét lại và học hỏi thêm. Họ ngây ngô cho rằng tối cao pháp viện, nơi mà thẩm phán thuộc Đảng Cộng Hòa đến 6 người trong tổng số 9 người sẽ phán quyết cho Trump thắng kiện như điều hiển nhiên. Họ không hề biết rằng xưa nay trong lịch sử nước Mỹ chưa hề có vụ kiện nào thành công khi ứng viên đã được truyền thông và thế giới công nhận. Một điều nữa là cơ chế giám sát đa đảng đối lập tạo ra sự kiểm soát quy trình bầu cử rất chặt chẽ và khoa học, nên việc gian lận là không thể xảy ra. Bởi luật pháp của tội gian lận rất nặng về phạt tiền và tù. Nếu có xảy ra gian lận thì chỉ có thể là sự thông đồng giữa hai đảng đối lập. Một đảng muốn gian lận không thể qua được mắt kiểm soát của đảng kia. Họ không thấy là nếu có thể gian lận thì đảng Dân Chủ không cần bỏ ra số tiền tranh cử hơn 6 tỷ Mỹ Kim để vận động nhân dân đánh bại Trump và một số thành viên của Đảng Cộng Hòa như Lincoln Project, Bush 43, Never Trump không cần tốn hàng trăm triệu đô la để trả tiền quảng cáo cho truyền hình ở các bang chiến trường. Nếu gian lận, tại sao không gian lận luôn các ghế Thượng viện và Hạ viện để nắm luôn Quốc hội? Trong khi đó ở nhiều tiểu bang, Biden thắng nhưng ghế trong Thượng viện và Hạ viện vẫn thuộc Đảng Cộng Hòa. Trên hết, họ không hiểu rằng nếu hệ thống bầu cử của Mỹ có gian lận thì Mỹ đâu có còn là nước dân chủ mà chuyển thành nước độc tài. Khi đã là nước độc tài thì mọi giá trị của Mỹ đều bị đảo lộn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 với bản tin còn bao nhiêu phần trăm thắng cử cho Trump và tại sao như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn nhận những bản tin mới nhất
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.